Kính chào quý vị đang theo dõi chương mục Khát vọng Tây Nguyên. Thưa quý vị, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng của đất nước. Toàn vùng có 53 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 52 dân tộc thiểu số với khoảng 2,2 triệu người, chiếm trên 37% dân số toàn vùng. Những năm qua, các nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước đã giúp nhiều buôn làng ở vùng sâu Tây Nguyên khởi sắc, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng cải thiện và ổn định hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo ở Tây Nguyên vẫn ở mức hơn 8%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền Trung giảm từ 1 đến 1,5%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua, các địa phương trong vùng đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm tận dụng nguồn lực, tiềm năng giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Hơn 6 sào đất trồng chanh leo này, thời điểm được giá mang về cho gia đình bà Izum khoảng 300 triệu đồng. Một thu nhập không hề nhỏ với một hộ đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm làm nông nghiệp. Gia đình bà Izum là hộ gia đình đầu tiên của xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy phá bỏ cây mì, mạnh dạn vay vốn đầu tư giống cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tôi trồng có 600 gốc nhưng mà tôi thu được hơn 30 tấn chanh đẹp. Tôi bán thì lúc giá 16, giá 15. Xã Hơ Mong, huyện Sa Thầy có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến gần 87%. Trước đây, thu nhập chính của đồng bào nơi đây chủ yếu từ việc trồng mì. Cây mì dễ trồng, không tốn công chăm sóc và không cần bỏ ra nhiều vốn. Thế nhưng loại cây này lại có giá trị kinh tế thấp, khó giúp đồng bào thoát nghèo. Trước thực trạng đó, lãnh đạo xã Hơ Mong và huyện Sa Thầy đã tập trung triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, giúp đồng bào tiếp cận được những giống cây trồng mới, giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cái khó khăn lớn nhất trong quá trình để làm thay đổi được suy nghĩ của người dân, khi ta chuyển đổi như vậy thì ta sẽ có được cái lợi ích gì ở đó. Chúng ta phải là người tiên phong để làm những mô hình đó, thì bà con ta sẽ cùng với chúng ta để thực hiện thắng lợi cái mục tiêu mà cấp ủy Đảng, chính quyền ở đây đã vạch ra. Từ thực tế câu chuyện của gia đình bà Izum thoát nghèo nhờ cây chanh leo, đồng bào dân tộc Rơ Ngao nơi đây đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nhiều gia đình mạnh dạn chặt bỏ cây mì, vay vốn chuyển sang trồng chanh leo, xen canh với cây sầu riêng, cây cà phê. Bà con thấy họ đã làm kinh tế nó có hiệu quả thì nói chung gia đình cũng muốn làm theo. Hồi xưa người ta trồng mì chuyên lại là trồng chanh dây cho nó đền hiệu quả nó cao hơn. Là một huyện biên giới, huyện nghèo của tỉnh Kon Tum với hơn 57% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Sa Thầy đã triển khai nhiều giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo. Trong đó chú trọng tuyên truyền cho bà con chuyển đổi những diện tích canh tác trước đây không có hiệu quả sang nuôi trồng các cây con phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương. Nhờ đó mà từ năm 2020 đến nay, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 6%. Nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Việc mà xóa đói giảm nghèo, cái khó khăn nhất là phải là từ cái nội tại của người nghèo. Nếu người nghèo mà nhận thức được và có ý thức vươn lên thì cái đó nó mới là bền vững. Thời gian qua, các chính sách giảm nghèo của tỉnh Kon Tum được thực hiện theo hướng hỗ trợ có điều kiện, từng bước xóa bỏ chính sách cho không, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Các mô hình đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương chứ không cứng nhắc. Hộ nghèo thiếu vốn thì được vay vốn lãi suất thấp, thiếu đất sản xuất thì được hỗ trợ đất, thiếu thông tin thì được tuyên truyền. Các mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản. Tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát là phân tích từng hộ nghèo để chúng ta đánh giá một cách khách quan cho từng hộ. Trên cơ sở đó là xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện hỗ trợ cho người dân đúng vào thực tiễn và thực tế.
Vẫn đất đai con người ấy, nhưng với sự chăm chỉ, kiên nhẫn, ý chí thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số, cùng những chính sách phù hợp, hiệu quả, đúng và trúng, có thể tạo ra việc làm bền vững, thu nhập ổn định, để không chỉ một hộ thoát nghèo, mà cả một cộng đồng thoát nghèo. Phát huy nội lực để người dân thoát nghèo, cho cần câu thay vì cho con cá, giảm nghèo giờ đây chuyển từ cho không sang cho vay. Cách tiếp cận giảm nghèo tại nhiều địa phương đã thay đổi. Trong những năm qua, nhờ các nguồn vốn vay của Trung ương và địa phương, trong đó có nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo ra động lực mạnh mẽ giúp người dân đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Gia đình ông Rơ Ma Thê, làng Nham, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai, đăng ký vay vốn 60 triệu đồng để đầu tư trồng 5 sào chanh leo. Nhờ chăm sóc tốt, lại áp dụng đúng kỹ thuật trồng, vụ năm nay chanh leo cho thu hoạch hàng tấn quả, giúp gia đình vươn lên thoát nghèo. Về 60 triệu, mua cái như kém nè, với là mua phân, mua thuốc trừ sâu cho chăn dơi. Còn gia đình ông Cơ So Green vay 50 triệu đồng để mua 3 con bò sinh sản. Giờ đây nhà ông đã có một đàn bò hơn 10 con lớn nhỏ. Số tiền bán bò, gia đình ông đầu tư mua phân bón và mở rộng diện tích trồng cà phê. Hàng năm nói chung là bò to to để bán khoảng 20 triệu, năm bán được một con đến hai con. Huyện biên giới Ia Krai có khoảng 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư đến 100% số xã, thị trấn trên toàn huyện một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Trong đó tập trung ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nguồn vốn này đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Từ mặc cảm, tự ti, sợ vay, không dám vay, nay đã mạnh dạn vay vốn và mở rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả. Đơn vị hiện nay có 15 chương trình tín dụng chính sách đang còn dư nợ. Thì trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tiếp cận được 12 trên 15 chương trình tín dụng chính sách và có những cái chương trình tín dụng đặc thù dành riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn đầu tư sản xuất. 20 năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã triển khai 17 chương trình tín dụng với doanh số cho vay đạt gần 17.000 tỷ đồng, với khoảng 400.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn. Từ đó giúp cho hơn 225.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Gia Lai vươn lên thoát nghèo bền vững. Cái hệ thống mạng lưới hơn 3.300 tổ tiết kiệm vay vốn ở 100% các cái thôn làng tổ dân phố, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận vốn, cùng với địa phương cũng như là người dân giám sát cái tín dụng chính sách xã hội một cách công khai, minh bạch, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. Các nghị quyết định hướng giảm nghèo và tăng trưởng của từng vùng gắn liền với liên kết vùng để phát triển kinh tế. Tại phiên bế mạc hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 diễn ra mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ ra định hướng giảm nghèo trong thời gian tới là giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đây sẽ là nguồn lực to lớn để đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thoát nghèo bền vững. Thưa quý vị, qua những phóng sự vừa rồi có thể thấy không thiếu các nguồn lực, nguồn vốn cho công tác giảm nghèo. Nhưng để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo bền vững mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đề ra, chính quyền địa phương cần phải có các giải pháp linh hoạt hơn, thực tế hơn, không cứng nhắc và rập khuôn mô hình thoát nghèo. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Khát vọng Tây Nguyên tuần này của Truyền hình Nhân dân đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tuần sau.